Hôm nay chúng ta lại đón một năm mới. Và thử nhìn lại một năm cũ thì mình đã có được những thành tựu gì chưa nhỉ? Thực ra ấy, đối với nhiều người thì phải tậu nhà, tậu xe hay là kiếm thật nhiều tiền thì đó mới là thành tựu xứng đáng. Đúng đó chứ, ai mà không muốn có những thành tựu như vậy. Nhưng nếu mà mình chưa làm được những điều đó thì sao nhỉ? Cũng đừng có bi quan quá nha. Ít nhất là bạn đã sống sót, thậm chí lại còn rất khỏe mạnh qua một năm đầy khó khăn đấy thôi. Này, thử nghĩ lại mà xem, bạn đã vượt qua được bao nhiêu lần đi ngoài đường, hít đầy khói bụi với mớ không khí ô nhiễm ở mức cảnh báo mà vẫn không bị nhập viện lần nào. Bạn cũng đã vượt qua được những lần đi làm bị mắng rất vô lý, nhưng ít nhất cũng có 1-2 lần vùng lên để lấy lại được công bằng cho bản thân đấy thôi. Hay là tin vào khả năng của bản thân để hoàn thành một dự án nào đó dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm mình vui hơn rồi đúng không nào? Cũng đã vượt qua được vài lần uống rượu bia say lử đử, nhưng vẫn lết được về đến nhà an toàn này. Rồi còn vượt qua được vài lần tiêu hoang để dành dụm tiền, mua một món đồ mình thích, hoặc là tặng cho bố mẹ hay là người yêu nữa chứ. Đơn giản hơn là vượt qua được vài lần lười nhác của bản thân để gấp cái đống quần áo mà mình đã bày bừa trong phòng cả tuần qua. Cũng là vượt qua được cái nỗi khiếp sợ khi mà đi làm về thì còn miu miu nói ị đầy ra nhà nữa. Và quan trọng nhất là bạn đã vượt qua được nỗi cô đơn khi mà chưa tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình trong một năm, thậm chí là mấy chục năm qua nữa. Nghĩ lại thì cũng hơi sợ nhỉ. Thế nhưng mà thực ra thành tựu thì luôn đến từ những điều nhỏ bé nhất. Và thành tựu nhất đó chính là bạn được sống với chính mình một cách chân thật nhất. Vì vậy năm mới lại đến rồi thì hãy lạc quan lên nha.